Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ phát sóng hàng ngày trên Lao động.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng chốt phiên cuối tuần giữ mức 1980 đô la Mỹ trên ounce. Tuần qua, thị trường vàng thế giới tương đối sôi động khi giá biến động với biên độ lớn, giá vàng ổn định vào đầu tuần. Tuy nhiên, giá kim loại quý đã tăng phi mã sau đó, vàng được đẩy lên gần ngưỡng quan trọng là 2000 đô la Mỹ trên ounce, cắt đứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kiko News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ duy trì tâm lý lạc quan mạnh mẽ về vàng, trong khi các nhà phân tích thị trường tỏ ra thận trọng hơn với kim loại quý trong ngắn hạn. Tuần qua, giá vàng trong nước tăng mạnh, nhưng mức chênh lệch mua vào bán ra vào tuần trước quá cao khiến người mua vẫn thua lỗ. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết ở mức 69,95 triệu đồng trong lượng mua vào và 70,77 triệu đồng trong lượng bán ra. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,82 điểm, giảm 1,93%. Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng đô la Mỹ giảm nhẹ sau khi phục hồi nhẹ 0,33%, đạt mốc 104,38 điểm vào ngày 16 và 17 tháng 11. Chỉ số đô la Mỹ Index lại giảm mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần. Ở một diễn biến khác, đồng euro tăng 0,52%, đạt mức 1,090 đô la Mỹ. Trong khi đó, đồng yên Nhật đã tăng ngoạn mục, tăng 0,69%, đạt mức 149,68 yên trên đô la Mỹ. Trên thị trường trong nước vào đầu phiên giao dịch ngày 19 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm tuần 112 đồng, hiện ở mức 23.972 đồng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Trên đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Lao động.vn. Uống gì trúng nhiêu tiền? Uống đất tài thanh, chào thanh công độ, mấy bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhãn, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.